Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh S Garden. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ và giới thiệu với các bạn về một loại hoa hồng có tên là hồng tố nữ. Hồng tố nữ hay còn gọi là hồng lửa là một trong những giống hoa dễ trồng tại Sa Đéc. Đi bất cứ nhà vườn nào ta cũng bắt gặp loại hoa hồng này. Nhà vườn trồng rất nhiều hoa hồng tố nữ vì lý do là nó dễ trồng, dễ chăm sóc và còn có tính thương mại. Đặc điểm của hoa hồng tố nữ, đây là loại cây hồng bụi tròn với chiều cao trung bình từ 60 đến 80 cm sau một năm trồng. Thân cây hồng tố nữ có nhiều gai to cứng, lá có hình hơi tròn trịa. Điểm nổi bật của hoa hồng tố nữ là thường xuyên ra hoa chùm và hoa lâu tàn. Một bông hồng tố nữ có thể nở 7 ngày mới tàn, trong khi các loại hoa hồng khác chỉ từ 3 đến 5 ngày đã tàn. Nhưng hoa hồng tố nữ ít có hương thơm. Chỉ ở những cây hoa hồng trên 2 năm tuổi, hồng tố nữ mới có mùi thơm nhẹ. Loài hồng tố nữ rất thích hợp với những ai mới tập trồng hoa hồng. Cây hồng loại này rất dễ trồng và dễ chăm sóc để lấy kinh nghiệm trước khi chuyển qua trồng các loại giống hồng ngoại hoặc hoa hồng leo. Màu sắc hoa là màu đỏ tươi làm nổi bật cả góc ban công hay góc vườn. Nó như một đốm lửa nhỏ trong vườn nhà bạn. Về đất trồng hoa hồng tố nữ, chúng ta chỉ cần chuẩn bị đất phù sa trộn đều với chấu đã được hun, sơ dừa và phân lân lâm thao ủ hoai là đã đủ để trồng. Nước đối với hoa hồng thì bạn chỉ cần tưới một lần một ngày sao cho cây vừa đủ ẩm là được. Không nên để cây bị quá ẩm sẽ gây ra thối rễ và phát sinh các loại nấm bệnh ảnh hưởng tới sự phát triển và ra hoa của cây. Về phân bón, sau khi trồng hồng tố nữ được 10 ngày, các bạn có thể tưới phân kích rễ để thúc đẩy bộ rễ phát triển khỏe mạnh. Sau đó định kỳ 15 ngày bón phân đầu trâu cộng với kích rễ pha loãng tưới cho cây. Về sâu bệnh thì hồng tố nữ cũng như các loại hoa hồng có 3 loại bệnh chính, đó là bệnh phấn trắng, bọ trĩ và xương bã trầu. Bệnh phấn trắng thường xuất hiện vào mùa xuân khi độ ẩm không khí cao. Bệnh trĩ và xương bã trầu là bệnh của mùa hè, nhưng tất cả các loại bệnh này đều rất dễ chữa. Bằng việc phun thuốc định kỳ cho cây và có cách chăm sóc khoa học sẽ giảm được rất nhiều. Vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn về hoa hồng tố nữ hay còn gọi là hồng lửa. Rất được cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu bạn đang xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào nút đăng ký, sau đó nhấn vào chuông báo để được đón xem những video mới nhất của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt.